Cái kèo này là bắt tôi làm luôn mấy cái việc ở cửa hàng đây nè. Ha! Nguyễn Thị Mai, em đang bóc lột sức lao động của anh đó phải không? Việc nhà toàn những việc không tên. Suốt mấy chục năm nay, em đã làm ô xin để phục vụ cho ba con nhà anh. Em có nói tiếng nào đâu. Anh giúp em có một chút xíu à, lại nói là em bóc lột là sao? Em nói gì ô xin khó nghe dữ vậy không biết nữa à. Cả nhà này ai mà không biết sự hy sinh lớn lao của em. Anh đang nói tới tình cảm thiêng liêng của gia đình đó, em biết không? Ôi trời. Ba. Ừ? Mẹ. Trời đất ơi, vậy là sao? Con trả phòng rồi ạ. Ừ? Ba, mẹ, con muốn về nhà mình ở chung với ba mẹ và Ánh Nguyệt. Con biết là ba không thích, nhưng mà con không muốn ở ngoài một mình nữa. Ba, con xin lỗi ba. Con sai rồi. 6 năm qua con đã rất sai. Con không nên bỏ nhà đi. Con cứ nghĩ là mình có thể sống tốt, nhưng mà nó chỉ có thảm hại hơn thôi à. Ba mẹ, con xin ba mẹ cho con về ở nhà mình được không ạ? Anh ơi, con đã nói vậy rồi. Vậy là mình lại sống chung với nhau nữa hả? Nếu anh không muốn sống chung thì anh ra ngoài mà sống. Đi, mẹ xách lên phòng cho con. Phim do Viettel Media sản xuất.